quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân thôn Phú Hà 1, Phú Hà 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, nhiều diện tích cây cối hoa màu bỗng nhiên có hiện tượng táp lá úa vàng bất thường. Phóng viên thời sự đã có mặt tại hiện trường để thực xác hiện tượng này. Nương chè này là của gia đình chị Nguyễn Thị Liệu, thôn Phú Hà 2, xã Phú Nhuận. Tuy rộng chỉ chừng 0,5 hecta, song mỗi năm cũng cho gia đình chị thu hoạch khoảng 20 triệu đồng từ bán chè búp tươi. Vậy nhưng chỉ trong vòng 4 ngày qua, toàn bộ nương chè đã bị cháy táp lá như thế này. Chị Liệu khẳng định nguyên nhân chè bị táp lá là do hoạt động sản xuất của nhà máy hóa chất Phúc Lâm ngay bên cạnh, bởi đây không phải là lần đầu nương chè của gia đình chị bị ảnh hưởng. Chúng tôi rất là bức xúc, bởi vì là không biết là mình phải làm như thế nào cả. Thế mà sau khi mà chè đã ảnh hưởng như này rồi là chúng tôi coi như là mất gần như là một lửa năm ấy, là chè này sẽ không thu hoạch được, phải để cải tạo lại hoàn toàn và đốn lại thì bắt đầu chúng tôi mới thu hái được những cái lứa chè về sau. Mà trong khi mà thu hái này, nhiều khi chúng tôi hái chè đây là phấn bụi của nhà máy bay ra rất là nhiều. Thế là tôi cũng có sang bên nhà máy, tôi gọi là bây giờ các đồng chí sang xem đồ chè nhà tôi, là hiện tại giờ là phấn trắng rất là nhiều, có cách nào làm để chúng tôi còn thu hoạch được. Nhà máy cũng không sang mà cũng chỉ biểu là biết thế rồi chúng tôi sẽ sang thôi, nhưng mà cũng không ai sang cả. Không chỉ ảnh hưởng tới chè mà nhiều loại cây cối, hoa màu của người dân ở khu vực thôn Phú Hà 1 và Phú Hà 2 cũng có những hiện tượng bị táp lá và rụng lá, dù hiện đang là mùa sinh trưởng của cây trồng. Nghiêm trọng hơn, hệ thống ao, hồ của một số hộ gia đình trong khu vực cũng bị ảnh hưởng, không thể nuôi trồng thủy sản. Người dân cho biết, ngoài việc đất cát sạt lở xuống từ bãi thải của nhà máy hóa chất Phúc Lâm, thì nước ao cũng có nhiều biểu hiện bị nhiễm độc. Nhất là cái nguồn nước, rồi thì kể cả quặng của nhà máy là cứ đổ tràn lan xung quanh, nên đến 4 năm nay là chúng tôi không thể chăn thả được nữa. Đấy, nó cứ ngấm xuống hết ao lọ rồi tràn sang ao kia, rồi ảnh hưởng đến cả cái nước ăn rồi nước sinh hoạt của gia súc gia cầm chúng tôi nuôi. Đấy, rồi thì nói chung là bây giờ thì bùn nó chảy xuống thì ao thì hàng năm là cứ tràn chảy xuống mỗi ngày một hẹp đi. Điều đáng nói là hiện tượng nước bị nhiễm độc không thể nuôi cá hay tình trạng cây trồng bị táp lá, khói bụi đã diễn ra trên địa bàn hai thôn Phú Hà 1 và Phú Hà 2 của xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng không chỉ một lần. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo nhà máy hóa chất Phúc Lâm, song vẫn chưa được giải quyết triệt để. Dân đề nghị chúng tôi cũng đi giao ban, cũng là báo cáo những xã, và xã nhiều khi thì cũng về kiểm tra, nhưng kiểm tra xong rồi thì thực ra là cũng chẳng giải quyết gì, thì dân vẫn cứ đề nghị thế. Và ngay cái năm vừa qua, năm 2018 vừa qua đấy, là 3 lần, 4 lần ấy, dân cũng đã kiến nghị, cũng đã cháy chè rồi, cháy cây cối hoa màu này. Người dân người ta chỉ biết là đây là một cái chất độc thả ra thôi, còn nếu như về ít thì là phải bên nhà chuyên môn. Nhưng mà theo tôi là cái này thì cá thả còn chết thì chắc chắn là chất độc đấy, chứ không thể là không độc được. Cá chết, cây trồng táp lá, nước thải hay khói bụi là những tác động với môi trường hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người dân băn khoăn và lo lắng là những chất thải, khí thải ấy ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mình. Vấn đề này cần được các cấp, các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, xác định rõ nguyên nhân. Nếu do nhà máy hóa chất Phúc Lâm gây ra thì cần có phương án bồi thường kịp thời cho các gia đình, đồng thời phân tích, làm rõ tác động của khí thải, chất thải từ nhà máy để kịp thời có giải pháp bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và bảo vệ môi trường.